đây của Tiệm Vàng Kim Thanh Thảo. Trưa hôm nay thì em có lọc của Hạnh ha. Hôm nay thì cô đến ủng hộ em xi men với lại nhẫn. Trời, phải nói xi men cô đeo là xuất sắc luôn quý khách ơi. Trời, quá đẹp. Nè, mấy chị trẻ đeo xi men mà không bằng cô đó nha. Đây, bản 5 ly 2 bộ nè. Cô đeo là chữ tài lộc chạm nha. Rất là đẹp luôn, công nhận cái cổ tay đeo quá xuất sắc. Đeo đều dòng, không có một cái dòng nào mà chen lên chen xuống đâu nha quý anh chị. Đeo vừa y bon luôn. Đây, hai bộ này là trọng lượng của nó là cỡ khoảng 1.8, 1.9 vàng nha. Một gần một lượng 9 vàng. Bản 5 ly có khóa. Quá đẹp. Công nhận luôn con mà đẹp, con thấy con khoái nữa mà. Sáng quá trời. Rồi chiếc nhẫn hoa mai nè. À, đây là nhẫn vàng nữ trang 980. Mẫu nhẫn này thì có trọng lượng là cỡ khoảng 1 chỉ thôi. Mình quý khách nhìn cái hoa đẹp không? Hoa nở rộ luôn, rất là sang nè. Đó. Cái mẫu này á, là hàng cao cấp nha quý anh chị nha. Nhà em có đủ trọng lượng từ cỡ 5 phân cho đến 1 lượng. Xuất sắc. Rồi, hóa đơn thì con để hết trong giỏ cho cô ha. Cảm ơn cô Hạnh hôm nay đến ngủ con nha. Em chào quý hàng của Tiệm Vàng Kim Thanh Thảo ạ. Thì trưa hôm nay là Kim Thanh Thảo có lọc của chị Mai. Hôm nay là chị đến ủng hộ em dây nè, vòng hay là bông tai. Thì chị chọn là nó cũng theo tông của bộ lắm nha. Đây là sợi dây bi hai màu nè, công nghệ Italy. Bi này móc máy kim cương siêu đẹp. Trời, cái dòng quá xuất sắc luôn. Đây, dòng thương hiệu nha, cái hàng này là hàng cao cấp. Tiền công nó hơi nhỉnh một xíu nhưng mà đeo đáng đồng tiền, rất là đẹp luôn. Ba hàng bi ha, hai màu luôn. Xen kẽ thương hiệu nè. Mẫu dòng này thì một cây vàng nha quý anh chị nha. Còn dây thì cỡ khoảng là 3 chỉ hơn 4 chỉ. Rồi ngoài ra là chị ủng hộ thêm cho em đôi bông nữa. Đôi bông dễ thương lắm. Đôi bông này á, là thường là nó làm theo hàng giả xoàng á. Đó, khách hàng hay mua những cái mẫu này để bỏ hột chủ vô nè, bỏ hột xoàng á. Đẹp lắm luôn, dễ thương, sáng nữa nha. Rồi, tất cả những sản phẩm mà hôm nay chị Nga mua ủng hộ tiệm này có giá trị là cỡ khoảng 60 triệu nha quý khách nha. Để hộp hết luôn không chị Nga? Bỏ hộp. Có đeo gì không? Dạ, chị bỏ vô. Em cảm ơn chị Nga. Dạ, hôm nay đến ủng hộ tiệm này. Rồi, cảm ơn. Em chào khách hàng của Tiệm Vàng Kim Đình Thảo ạ. Thì sáng hôm nay Kim Thành Thảo có lọc chị Mai. Hôm nay là chị Mai đến ủng hộ em nè quý khách nè. Dòng ha, lắp với lại dây, đơn giản thôi nhưng mà cái này là công nghệ móc máy á, thì đeo nó rất là sáng luôn. Đây là dòng một cái dòng ống kim cương nè. Dòng ống móc máy kim cương ha. Trọng lượng của nó là cỡ khoảng 1 chỉ thôi mà đeo xinh lắm. Quý khách có thể đeo cặp cũng được hoặc là đeo cả bộ xi men luôn vẫn được nha. Thằng này có khóa. Một cái lắc đút khoen lật ha. Đút đặt hoàn toàn luôn nha. Cắt máy luôn nè quý khách nè. Những cái hàng máy thì quý khách đeo bền lắm, đẹp mà sáng nữa. Rồi, sợi dây chị cũng chọn sợi dây máy luôn nha. Đây là dây công Hàn Quốc, máy bào. Nhưng mà từng cái mắt của nó là có móc máy hết luôn. Quá trời sáng luôn nè. Dây này có trọng lượng là cỡ khoảng 4 chỉ hơn, gần 5 chỉ nè. Rồi lắc là cỡ 6 chỉ ha. Rồi, ba sản phẩm hôm nay mà chị Mai mua ủng hộ tiệm thì có giá trị là cỡ khoảng 45 triệu nha quý khách nha. Hàng thân yêu của Tiệm Vàng Kim Thành Thảo. Sáng hôm nay là em có lọc của chị Hương. Hôm nay chị Hương đến ủng hộ em hai bộ xi men nha quý khách nha. Thì cái xi men này thì em cũng mới vừa về bản 4 ly nha quý anh chị. Cái này là logo thương hiệu ạ. Và đợt này thì chữ là em chạm ha, chạm lên cái dòng luôn là đeo cái này thì nó không có bị sai chữ nha quý anh chị nha. Đây. Ni 52 đeo vừa y bon luôn nha. Rất là đẹp. 14 dòng này quý khách nha. Có trọng lượng là cây tư 3/3 vàng. Giá trị của nó là cỡ khoảng 50 triệu nha quý anh chị nha. Này hai bộ. Xuất sắc luôn. Cỡ tầm này là mấy quý khách mua đồ được rồi. Cỡ đồ này là đồ Tết về nhiều. Cho nên là mẫu mã rất là đẹp nha. Rồi, em gửi hóa đơn cho chị Hương luôn. Cảm ơn chị hôm nay đến ngộ em nha. Em chào quý khách hàng của Tiệm Vàng Kim Thành Thảo ạ. Thì trưa hôm nay là Kim Thành Thảo có lọc của hai mẹ con chị Ngọc. Thì hôm nay là mình đến ngộ em một bộ nữ trang vàng 980 nha. Cái bộ hoa mai này là sắm để cho cô đeo nha quý khách nha. Rất là sang luôn, thiệt sự đẹp quá trời. Đây là một cái sợi dây đúc nha. Đúc đặt luôn nha quý anh chị. Phom dây cũng rất là trẻ trung ha. Đây, và một cái mặt hoa hồng. Đẹp lắm nè. Hoa này là hoa tầng nha. Và cái hàng này là mặt bọng á, mà cái hoa nó làm sang lắm. Một chỉ hơn thôi mà quá trời đẹp luôn nè. Sợi dây thì có trọng lượng là cỡ khoảng 1,5 cây vàng. Dây này là gọi là dây cánh cam Đài Loan đó nha. Rồi, nhẫn với lại lắc thì đây, mẫu lắc hôm nay mới vừa về đủ trọng lượng luôn nha. Từ 5 chỉ đến 5 cây, 5 cây. 5 chỉ đến 5 cây nha quý anh chị nha. Đẹp lắm. Hoa tầng kết nè, xuất sắc chưa? Đai bản dượng ha. Đai thì nó có nhiều kiểu lắm nha quý anh chị. Hoa cũng vậy luôn, hoa nhiều kiểu lắm. Một cái lắc như vậy thì trọng lượng của nó là cỡ khoảng 1,6 cây, 1,7 cây vàng. Đó. Rồi, nhẫn hoa mai.
Đây nhẫn đút hoàn toàn luôn nha, đút đặc kẹo luôn và một đôi bông tai hoa mai. Sang quá ha. Mai vàng nở rộ nè. Nhẫn thì nặng có khoảng là 5 chỉ hơn, còn đôi bông là có khoảng 1 chỉ hơn. Đó, tổng cả bộ hôm nay cô mua ủng hộ em này có trọng lượng là cỡ khoảng 4 cây vàng nha quý anh chị nha. 4 cây vàng thì có giá trị là cỡ khoảng 222 triệu. Rồi, xuất sắc luôn. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo. Sáng hôm nay thì Kim Thành Thảo có lộc của hai mẹ con chị Linh ha. Hôm nay thì hai mẹ con mình đến ủng hộ em là hai mâm sản phẩm. Một mâm là vàng Italy 750 và một mâm là vàng công ty 610 nha quý khách nha. Đây, Italy 750 thì hôm nay là chị ủng hộ em nè. Dễ thương lắm quý khách ơi. Đây là dây thương hiệu ha. Logo của nó là cỏ bốn lá nè. Cái này là em có hai size. Đây là dây Italy vàng hồng nha. Rất là dễ thương luôn. Cái này là size nhỏ nè, một cái sợi dây size lớn. Quá trời xinh rồi. Cái này là nhà em có cả bộ luôn nha quý anh chị nha. Quá trời dễ thương luôn. Thanh mảnh, đeo cưng lắm luôn nha quý khách nha. Rồi, một cái lắc xích cham. Lắc xích này đeo rất là bền nha, cũng là vàng hồng luôn. Mẫu này thì nó có toàn tem món, cũng là logo thương hiệu luôn nha quý khách nha. Đây. Và tiếp theo bên này cũng là vàng, cũng có vàng Italy nữa nè quý khách nè. Italy thì hôm nay là chị chọn một cặp lắc luôn. Đây, lắc thương hiệu nha. Dễ thương chưa? Hai chiếc giống nhau. Vàng hồng hết luôn ha. Đó. Xuất sắc. Rồi, tiếp theo là vàng công ty 610. Là một bộ xi men em bé móc máy kim cương. Quá trời sáng rồi. Mẫu này là ni 38 nha quý anh chị nha. Thì xi men bé nhà em có từ ni 36 đến ni 46. Quý khách đeo mấy bộ cũng được hết nha. Đây rất là sáng. Móc máy kim cương thì biết rồi, quá đẹp luôn. Hàng này có khóa hết nha. Công nghệ bây giờ là nên đeo có khóa nha quý khách nha. Muốn đeo đeo, muốn cắt cắt rất rất là dễ dàng. Hai đôi bông tai, một đôi là thương hiệu toàn ten ha, vừa cắt tắm vừa cắt máy luôn. Còn một đôi là dạng hoa nhỏ nè, hoa hột trắng xinh xinh đó, hột xoàn nhân tạo nha. Rồi, ok, tất cả những sản phẩm mà hôm nay hai mẹ con chị mua ủng hộ tiệm thì có giá trị là cỡ khoảng 70 triệu nha quý anh chị nha. Dạ, em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Thành Thảo à. Tối nay là em đón tiếp cô Thủy, cô qua lựa một cái dòng, ê cái lắc này, lắc bản hoa nha, quá đẹp luôn. Mẫu hoa này mẫu thân dê quý khách ha. Đây là đai kim tiền luôn, vừa móc máy vừa phun cát nè. Phun lắc này là 2 lượng mốt. Rồi, con mượn tay cô Thủy, con đeo cho cô Thủy nha. Quá sang luôn á. Cái khóa này chắc lắm cô Thủy, khóa đúc nè. Mấy nó chắc rồi. Dạ hả. Cô đeo đi bộ nè, bữa là cô ra sắm trước chiếc nhẫn nè, hôm nay ra lấy cái luôn cái lắc, quá đẹp luôn. Trị giá cái lắc này của cô Thủy là 110 triệu nha. Rồi, con cảm ơn cô nhiều, chúc cô sức khỏe là mang phát tài nha cô. Cảm ơn. Dạ, em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Thành Thảo à. Tối nay là em đón tiếp anh Thương. Anh qua lựa một sợi dây Hồng Kông ống kim tiền nha. Đây là mẫu dây giác vuông quý khách ha. Ống kim tiền vuông luôn nè. Phân dây này là dài 6,5 tấc, trọng lượng là gần 2,8 lượng. Đeo rất là sáng đẹp luôn quý khách. Khóa thì dạng khóa hộp nha. Anh lựa thêm một mẫu đồng hồ cao cấp. Đây, mẫu đồng hồ cao cấp nha. Đây là bằng vàng công ty 610 quý khách ha. Mặt đồng hồ nè. Form đồng hồ này là gần 1 lượng. Em về đủ như tay luôn. Rồi, tổng bộ này của anh Thương là 140 triệu. Em gửi anh Thương hóa đơn nha. Dạ, em chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo à. Thì trưa hôm nay là Kim Thành Thảo có lọc của anh Mạnh ha. Hôm nay thì anh đến ủng hộ em cái lắc đút luôn nha quý khách nha. Nào, khoen lật đút giữa máy nè. Đây là đút đặc kẹo luôn hả. Một cái lắc như vậy trọng lượng của nó là cây 8 vàng nha. Này, mặt trước là có các máy, còn mặt sau là làm trơn. Mấy anh thanh niên mà đeo đơn giản mà chất lượng thì đeo mấy cái mẫu này. Lắc này có giá trị là 64 triệu nha quý khách nha. Rồi, cái này để lát em đeo. Em chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Trưa hôm nay thì Kim Thành Thảo rất là may mắn khi mà được xe duyên cho vợ chồng của chị Mai. Thì hôm nay là anh chị đến ủng hộ em một bộ vàng cưới nha. Bộ vàng cưới anh chị chọn hôm nay là gồm có kiền và vòng. Đây, kiền cổ ha. Kiền cổ thì nhà em có là chạm long phụng này, chạm hoa mai. Mỗi cái kiền như vậy là trọng lượng của nó là 2 chỉ nha. Và 4 cái vòng tay. Vòng tay thì mỗi chiếc là 1 chỉ. Đây, chạm rất là đẹp luôn nha. Mỗi cái là mỗi kiểu hoa văn khác nhau nha quý anh chị. Đó, rất xinh. Cả bộ vàng cưới này mà một cây vàng này quý anh chị tin không? Một cây vàng mà đeo vừa nhiều mà vừa đẹp nữa nha. Lên hình là xuất sắc luôn. Đó. Này, kiền là nhà em lúc nào cũng cố gắng cập nhật về cho khách hàng. Tại vì kiền đợt này nó cũng hiếm hàng lắm nha quý khách nha.
À, nhưng mà riêng Kim Thành Thảo thì lúc nào cũng phải là cố gắng hỗ trợ cho khách, phục vụ cho khách hàng. Đây, một bộ vàng một lượng nè, quá đẹp. Đó, lên hình là xuất sắc luôn ha. À, tổng cả bộ này hôm nay anh chị mua hồ tiệm thì có giá trị là cỡ khoảng 56 triệu. Rồi cái này để lát anh bỏ hộp luôn. Nhân viên em hướng dẫn chị cách mở chưa? Dạ rồi. Rồi. À, rất là cảm ơn anh chị hôm nay đến hồ tiệm và thay mặt tiệm vàng Kim Thành Thảo thì em chúc hai anh chị là trăm năm hạnh phúc nha.